Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh youtube của hàng Honda Hồng Đức 10 Thì ngày hôm nay Lộc sẽ cập nhật 3 phiên bản màu mới của dòng xe Honda Future tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 Và báo về cái giá xe chương trình khuyến mãi hiện tại của tháng 12 Cực kỳ là hấp dẫn của dòng xe Honda Future Thì đây là ba phiên bản màu mới của cửa hàng Hồng Đức nha các bạn Thì ba phiên bản này là đều là những phiên bản được sơn đấu tem nha các bạn Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản Honda Future Uh, LED 125 mà phiên bản này được độ đấu tem tại cái hiện Honda Hồng Đức. Bản này được độ lên như phong cách của Quay Thái và tem này sẽ được sơn đấu tem toàn bộ nha các bạn. Cho nên mình sử dụng nó sẽ uh, dễ dàng uh, chùi rửa hơn nè, sẽ không gây hiện tượng chốc tem. Và phiên bản màu xanh thái này các bạn sẽ được bảo hành chế độ màu sơn là 3 năm hoặc là ba mươi uh, km về cái uh, của xe nhé bạn. Thì uh, nói về dòng xe Honda Future các bạn, là đây là dòng xe số cao cấp nhất của Honda Việt Nam. Và đặc biệt thì đây là phiên bản, phải nói là được bán chạy nhất tại cửa hàng Honda Onruth 10 nha các bạn. Thì những phiên bản của Honda Việt Nam đang kinh doanh á, những phiên bản màu của Honda Việt Nam đang kinh doanh á, thì cửa hàng sẽ có đầy đủ cho các bạn luôn. Thì ngoài những bản đó ra thì cửa hàng sẽ hỗ trợ thêm những bản này. Thì các bạn cứ yên tâm, cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mình đăng ký cái bản số á, đăng ký về cái cà vẹt xe giống như cái màu xe luôn. Cho nên các bạn cứ yên tâm nha thì quay lại cái chương trình khuyến mãi vào đầu tháng 12 của dòng xe Honda Future này thì hiện tại nó đang được hỗ trợ giảm trực tiếp giá xe cho các bạn là 500.000 đồng bên cạnh đó thì mình sẽ được tặng gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng tại cửa hàng Honda Hồng Đức và đặc biệt thì những cái phiên bản này các bạn sẽ được bảo hành chế độ một sơn lên đến 3 năm nhé các bạn và hiện tại thì cửa hàng đang có chương trình cực kỳ là hấp dẫn dành cho dòng xe Honda Future đó là chương trình mua xe trả góp với lãi suất 0% dành cho dòng xe Honda Future nhé các bạn thì cái điều kiện như thế nào, chú Xí Lộc sẽ báo cho các bạn ở cuối clip nha các bạn Thì à, mình sẽ cùng tìm hiểu về cái màu sơn mới, màu trắng được sơn đấu tem cam Thì Honda Việt Nam vẫn giữ nguyên những cái nét truyền thống của dòng xe Honda Future là động cơ 125 Và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử Bên cạnh đó thì về phần màu trắng này, hiện tại cửa hàng đang thiết kế với logo Honda màu đen Tem màu à, đen cam để tạo nên sự nổi bật hơn trên cái nền màu trắng của dòng xe Honda Future Và những cái phần tem này thì cửa hàng đều à, sơn đấu tem nha các bạn cho nên mình xài rất là bành bỉ và ít đụng hàng hơn. thì à, quay lại cái chương trình khuyến mãi hiện tại các bạn, thì cái điều kiện à, cũng không để các bạn đợi lâu nữa. thì lộc sẽ báo với cái chương trình trả góp cực kỳ là hấp dẫn này. thì đối với chương trình trả góp á, thì cửa hàng sẽ có hai chương trình cho các bạn lựa chọn. một là mình sẽ mua mua luôn, không phải đổi xe. thì các bạn chỉ cần trả trước 10% trăm gì xe thôi. còn hai là các bạn được tham gia chương trình mua góp và là sức 0% á, thì mình chỉ cần dùng một chiếc xe cũ. Xe cũ thì các bạn lưu ý dùm lọc là xe 50 hay là xe khác hãng hay là những dòng xe Honda cũ thì cửa hàng đều hỗ trợ thu để cho các bạn uh, tăng cái sự lựa chọn của dòng xe Honda Future và mua góp hoặc là mua tiền mặt. Nếu các bạn mua tiền mặt thì mình sẽ được giảm giá thêm dòng xe Honda Full Trời uh, giảm trực tiếp giá xe 1 triệu đồng ngoài chương trình 500 của cửa hàng. Thì hiện tại giá của Full nó chỉ dao động từ 34 triệu 590 000 đồng thôi nha các bạn. Và các bạn uh, nếu mà trường hợp thứ hai á, mình mua trả góp và đổi xe thì các bạn sẽ được góp 0% lãi suất. Mình chỉ cần trả trước là 10 triệu 590 000 đồng và với số tiền 24 triệu còn lại các bạn góp không có lãi nha. Góp 6 tháng thì mỗi tháng mình chỉ góp là 4 triệu 232 000 9 tháng là 2 triệu 826 000 12 tháng là 2 triệu 122 000 15 tháng là 1 triệu 700 000 18 tháng là 1 triệu 419 000 Và đặc biệt góp kéo dài cho các bạn 2 năm luôn. Mỗi tháng mình chỉ có 1 triệu 067 ngàn Thì mỗi ngày các bạn tương đương tầm khoảng ba mấy ngàn thôi Mình đã sở hữu được một chiếc xe số Được gọi là ông hoàng xe số nha các bạn Được trang bị hệ thống phun xăng điện tử Giúp xe mình vận hành cực kỳ là êm ái Dễ dàng khởi động hơn khi để lâu hoặc là vào thời tiết trời lạnh Và đặc biệt thì nó sẽ giúp xe mình tiết kiệm nhiên liệu hơn So với tất cả những dòng xe khác Đây là dòng xe số cao cấp nhất của Honda Việt Nam được trang bị động cơ 125 và cũng là dòng xe số tiết kiệm nhất hiện tại nha các bạn. Cho nên đó các bạn đang có nhu cầu sử dụng một chiếc xe dùng mình để làm của hoặc là mình sẽ uh, uh, đi chơi hay gì đó thì mình có thể sử dụng một chiếc xe Honda Future như thế này. Chương trình cực kỳ là hấp dẫn. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Honda Future và được trang bị thêm cái học uh, cái bình xăng cực kỳ lớn các bạn. 4,6 lít mà chỉ 1,54 lít các bạn đã đi được 100 km á. Thì uh, khi các bạn đổ đầy một bình xăng này mình sẽ đi được một quãng đường cực kỳ là dài luôn. Không phải đổ xăng nhiều lần nha các bạn. Bên cạnh đó về phần tiện ích đó, Thì đây cũng là dòng xe số được trang bị cái học đựng đồ lớn nhất Trong tất cả dòng xe số nha các bạn Có thể nó lớn hơn dòng xe tay ga luôn Thì với cái học đựng đồ này các bạn có thể để được một cái nón bảo hiểm cả đầu Hoặc là để hai nón bảo hiểm nửa đầu Cùng một số vật dụng cá nhân khác Thì à, đối với dòng xe Honda Future nó hội tụ được đầy đủ tất cả những tính năng về độ tiết kiệm nhiên liệu nè, bình xăng lớn, học đựng đồ lớn và đặc biệt thì xe vận hành cực kỳ lì máy luôn, và dòng xe Future là dòng xe số phải nói là được rất là nhiều người ưa chuộng các bạn Tại vì hiện tại thì nó sẽ độ bành bỉ rất là cao Và đặc biệt thì sử dụng xe Future thì các bạn sẽ không bao giờ bị lỗi thời Và Honda Việt Nam cũng đã rất là thành công từ rất lâu đời Từ đời Future 1, Future 2, Future Neo, Future X Thì tất cả mọi người đều yêu thích cái phiên bản Honda Future của Honda Việt Nam Thứ nhất độ bành bỉ cực kỳ là cao Thứ hai nữa là về sử dụng sau này giá trị nó cũng sẽ không bị gớt giá và đặc biệt xe sử dụng cực kỳ là bền bỉ. Các bạn chỉ cần thay và bảo dưỡng những phụ tùng à, mòn tự nhiên thôi các bạn. Mình thay nhớt nè, thay sơn nhông dĩa và thay vỏ ruột thì xe vận hành cực kỳ lì máy. Rồi quay lại dòng xe Honda Future LED 125 á các bạn, phiên bản 2023 2024 á thì nó sẽ được trang bị hệ thống đèn LED phía trước. Thì với cái đèn LED phía trước này các bạn, nó sẽ cho ánh sáng màu trắng và cường độ dòng điện cực kỳ ổn định luôn cho nên là nó sẽ giúp khách hàng mình tham gia giao thông tăng cái độ sáng lên dễ dàng quan sát đảm bảo sự an toàn hơn dành cho các bạn. Còn về phần mặt nạ phía trước nó được thiết kế cực kỳ là đẹp mắt nhé bạn. Nó liền với cái phần xi nhan và đèn pha xương định vị phía trước giúp xe mình nó sẽ đảm bảo sự an toàn hơn khi khách hàng tham gia ngược chiều hay là các bạn đi vào những khung đường tối hay là khung đường sương mù. Thì Đối với dòng xe Honda Future này á, những phiên bản màu tại cửa hàng Honda đức 10 này thì các bạn sử dụng nó sẽ ít đụng hàng hơn và được bảo hành về chế độ màu sơn tới 3 năm. Đặc biệt là phiên bản màu xanh thái nè, bản này nó được sơn đấu tem nha các bạn. Và bản màu xanh thái này thì hiện tại cửa hàng của Lộc đang bán rất là chạy luôn. Cho nên các bạn yêu thích về phiên bản xanh thái này hay là những phiên bản màu khác thì cửa hàng đều có trang bị đầy đủ cho các bạn để mình dễ dàng lựa chọn hơn. Thì đây cũng là một cái dòng xe phải nói là được rất là nhiều người ưa chuộng các bạn đặc biệt là những bạn trẻ hiện tại bây giờ các bạn đang yêu thích về dòng xe Honda Future này rất là nhiều bởi vì hiện tại nó rất là đẹp và sử dụng cực kỳ là bền bỉ nha các bạn và hiện tại lộc xin nhắc lại là, là địa chỉ của cái hàng là ấp Châu quýt a thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh sóc trăng nha các bạn còn đây là phiên bản màu xám xi măng phiên bản này được lấy cảm hứng từ mẫu xe honda h phiên bản thể thao nha các bạn màu xám xi măng và vẫn được sơn đấu tem luôn thì ưu điểm của những phần sơn đấu tem này á các bạn xài nó sẽ ít bị hiện tượng bị chóc tem khi mình rửa xe mình bắn vào hay là mình chùi rửa nó cũng sẽ không gây hiện tượng bị chóc tem tăng cái sự yên tâm hơn khi các bạn lau chùi xe đặc biệt về cái chữ xe honda future này thì lộc xin nhắc lại là hiện tại honda future led tất cả những phiên bản màu của honda việt nam đang kinh doanh thì cửa hàng sẽ đang có đầy đủ tất cả những phiên bản màu của honda việt nam luôn cho nên đó ba phiên bản này các bạn hãy cùng lộc nhìn ngắm lấy ba phiên bản màu mới tại cửa hàng honda Group mười thì lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp châu quốc a thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh sóc trăng Cảm ơn các bạn lít vào kênh youtube của cái hàng Honda Đức 10 Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau Xin chào và hẹn gặp lại